Xin chào quý vị và các bạn, thời tiết trong ngày cuối cùng của tháng 11 sẽ có nhiều chuyển biến. Ở Bắc Bộ trời chuyển mưa rét, còn ở miền Trung thì sẽ đón một đợt mưa lớn trên diện rộng. Người dân cần có kế hoạch sinh hoạt phù hợp để đảm bảo an toàn. Cụ thể, buổi sáng và trưa nay ở khu vực Bắc Bộ trời vẫn có nắng nhẹ, nhiệt độ chưa giảm nhiều. Nền nhiệt cao nhất trong ngày sẽ rơi vào khoảng từ 10 cho tới 12 giờ với ngưỡng nhiệt là từ 25 cho tới 28 độ. Sau đó, từ chiều và tối nay, khi không khí lạnh ảnh hưởng tới miền Bắc, thì trời chuyển nhiều mây hơn, có mưa, mưa rào và nhiệt độ sẽ giảm nhanh. Đến đêm, trời chuyển rét và kéo dài những ngày sau đó. Dọc miền Trung, từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận, trời nắng ráo nên nhiệt độ từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế là từ 25 đến 28 độ. Còn ở khu vực các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ là từ 29 đến 32 độ. Từ tối và đêm nay trở đi, khi có không khí lạnh ảnh hưởng, miền Trung sẽ bước vào một đợt mưa lớn trên diện rộng kéo dài tới ngày 3 tháng 12. Trong đó, khu vực mưa lớn là từ Nghệ An trở vào cho đến Bình Định. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm do mưa lớn kéo dài gây ra. Trong khi Bắc Bộ sắp chuyển mưa rét, miền Trung có mưa to trở lại, thì ở phía Nam lại đang trong những ngày thời tiết đẹp khi gió đông và rãnh xích đạo đều không còn tác động. Cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều ít mưa. Ngày thì có nắng. Mức nhiệt ở Tây Nguyên sẽ phổ biến trong khoảng từ 26 đến 29 độ, còn ở Nam Bộ là từ 31 đến 34 độ. Trên biển, khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km. Từ chiều tối nay, gió Đông Bắc mạnh thêm, vùng biển động mở rộng dần xuống phía Nam. Đến đây, bản tin thời tiết sáng ngày 30 tháng 11 xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!